hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đó là một món bằng bột mì và trái bí đỏ hạt dẻ này dùng để làm bánh nha. Bánh hôm nay mình muốn làm là bánh bánh hành dầu của Đài Loan nha. Thì bánh hành dầu này thì cụ thể là có phải có bột mì nè, cao ngân, bột mì cao ngân nha. Thì thứ hai nữa là bí đỏ hạt dẻ và hành mình sắc sẵn rồi, hành lá và một ít mè và dầu, một ít dầu và muối nha, sẽ cho một ít muối. Và trước tiên vào món này thì mình sẽ đi hấp bí đỏ trước. Mình sẽ gọt bí đỏ ra. Sau khi gọt bí xong, mình sẽ rửa sơ bí đi. Mình sẽ rửa qua cái bí. Chà đôi chiếc bí ra. Mình móc bỏ phần ruột đi. Sau đó mình sẽ sắc khúc. Và sau đó mình sẽ đi hấp bí đỏ nha. Cái nồi đây mình cho ngoài nước bên ngoài một nửa ly nước đó, mình sẽ cho vào hấp chín nha. Rồi mình đợi bí đỏ hấp chín rồi. Trong khi chờ đợi bí đỏ chín, mình sẽ đi làm phần dầu hành nha. Ở đây là một ít hành hoa mình sắc sẵn rồi. Mình cho vào đây bột, cho vào đây mè trắng. Rồi mình cho vào đây một ít dầu. Rồi mình trộn lên nha. Ở đây một tí muối. Rồi, mình trộn nó lên. Rồi, mình để đây. Một lát nữa mình sẽ làm nha. Bí đỏ của mình hấp chín rồi đây. Mình sẽ lấy bí đỏ ra nha. Mình cho vào đây một tí muối nha. Cho vào đây tí muối. Nửa muỗng muối. Mình trộn đều lên. Trộn cho muối nó tan. Rồi. Cái phần đó xong rồi, mình sẽ cho vào đây. Vào trong cái tô này. 4 chén bột mì nha các bạn. Ở đây mình đã có 3 chén rồi. 4 chén bột mì. Mình sẽ cho cái phần bí đỏ này vào đây. Mình sẽ khuấy đều từ từ cái bột này lên. Bây giờ cái phần này mình chưa có cho nước nha. Mình sẽ coi thử coi cái bí với cái bột này nó hòa như thế nào. Nếu mà cần nước thì mình sẽ cho thêm nước ấm vào. Rồi, cái phần bột này thì nó hơi khô cho nên là mình sẽ cho vào đây nửa chén nước ấm nữa ha. Mình rưới từ từ thôi. Rưới từ từ nó. Cần bao nhiêu lấy bao nhiêu. Bắt đầu nhồi bột tiếp. Tiếp tục cho cơ bắp của mình. Rồi. Mình sẽ bỏ vào để cho im ở đây 15 phút để cho bột nó nghỉ ngơi một tí, nó nở ra. Bỏ vào đây 15 phút đậy lại.
để cho bột nó nghỉ ngơi 15 phút nha các bạn. Ok, ở đây các bạn ơi, sau 15 phút mình trở lại đây, bột của mình không có bỏ men, nó chỉ nở được tí xíu thôi. Đây, một ít bột lên mâm một ít luôn. Và sau đó mình lấy bột ra, mình nhồi thêm một lần nữa cho nó ra hết cái khí trong nó ra đi, và tiện nhồi cho nó có độ dẻo nhiều hơn ha. Mình chia nó bột ra. Cho lên tấm thớt một ít dầu luôn nha. Cái cán này mình sẽ quét miếng dầu. Một ít ở đây, một ít mỡ hành. Đây một ít mỡ hành, sau đó mình sẽ quấn quấn cái bột này lại. Mình đẩy hai cái đầu này lại, mình kéo hai cái đầu này lại, mình sẽ quấn bột tròn lại. Để cái này ở bên dưới đây, sau đó quấn bánh lại. Bấm chúng hai đầu. Kéo bánh ra. Và quấn bánh lại. Trong khi chờ đợi thì mình lấy cái bịch ni lông sạch nè, bịch sạch, mua một bịch bự gì đó về mình để dành có mà xài. Còn các bạn ở Việt Nam không có, không cần lấy cái này. Ở Việt Nam mình có cây chuối thì mình lấy cây chuối, lấy lá chuối tốt hơn các bạn, lấy lá chuối tốt hơn cái này. Mình ở đây Đài Bắc không có cái lá chuối, cho nên mình quay trở lại với phần căng bánh. Bánh sau khi để đó 5 phút thì mình sẽ có tiếp tục mình đẹp bánh này ra nha. Thank you.
đây mình sẽ chiên bánh nha. Cho một tí xíu dầu vào đây. Đậy nắp lại. Cho 1 phút nha. Rồi sau 1 phút mình sẽ chở bánh qua nha. Tiếp đó mình sẽ đậy lại. Cái này mỗi vào buổi sáng họ ăn sáng á, họ sẽ chọn lựa ăn với trứng đó. Sẽ ướp cái bánh này lên, cái bánh này lên cái trứng. Hello, xin chào các bạn. Mình là Vân đây, chào các bạn. Chào các bạn đã trở lại với kênh của xin Vân nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Mẹ cô chú ăn cơm, mẹ cô chú ăn. Mẹ cô chú ăn bánh. Mẹ cô chú ăn bánh, mẹ các bạn ăn gà. Ăn bánh. Ăn bánh. Đây, đây là điểm tâm sáng. Ở ngoài làm thì không có phải màu vàng đâu các bạn. Ở ngoài làm thì người ta sẽ không có bỏ nhân, không có bỏ bí đỏ vô. Người ta chỉ làm bánh bột mì thường thôi. Mình ở nhà mình ăn, mình muốn có chất dinh dưỡng hơn thì mình sẽ bỏ những bí đỏ nè, hoặc là khoai lang vô làm thì nó sẽ có chất nhiều hơn. Đây là bánh mình có chiên trứng trong này. Và đây là bánh không có chiên trứng nha. Bánh không có chiên trứng. Mình ăn, ăn cùng với sữa đậu nành buổi sáng. Như vậy là một ly sữa đậu nành và một cái bánh như vậy là vừa đủ phần sáng luôn đó. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ăn bánh này mình xé thôi. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Đây, không chiên trứng, không không bỏ trứng vô. Hồi nãy tô lúc mình chiên á, chiên xong một cái nữa nó bưng lên nên tự ăn rồi đó, nó thơm quá mẹ ơi, con không đợi được cho nên thôi con cũng bưng một cái đi ăn trước đi, cho bưng một cái qua đây ngoài ăn rồi. Bánh rất là thơm, nó là dẻo, tuy nó có độ khô nhưng độ dẻo trong bánh vẫn còn, tại vì mình có bỏ bí hạt dẻ vô, thơm mùi hành, thơm mùi mè, rồi bánh này có độ ngọt, ngọt của bột mì, ngọt của trái bí đỏ. Trên 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 nó mở rửa. Nó là ngon. Tuyệt vời à mà. Ăn miếng bánh, uống miếng sữa rồi ngành. Mà, bao một chế phe, bao một chế phe. Học. Ở đây mình ăn thử cái bánh trứng nha. Bánh mình có bọc trứng mình không? Trong sử dụng sáng sáng mình chiên trứng. Bọc trứng trong này. Bên đây có người thích ăn chiên chiên với trứng thì họ sẽ kêu người làm lúc mà họ chiên á. Cái này sao thái sư nhỉ? Mà sao thái sư nhỉ? Ừ. Cái này kêu người làm bỏ thêm miếng trứng. Sau đó mình sẽ bỏ miếng trứng lên đây. Nào yêu khăn khăn điều mấy rồi.
这个，我看看有没有这个的啦，看看有没有的啦。này bạn nào thích ăn cay thì bỏ miếng tương ớt vô, bỏ miếng tương ớt vô rất là ngon. Nhiều nè. Tại mình có em bé, mình không bỏ tương ớt. Cái này chan miếng tương ớt vô rất là ngon luôn. Mama, nhiều nè. Bé ly của con là sữa rau nành, không biết sữa rau nành. Sữa rau nành.都一样是十路奶啦，讲好。还要好。Thì cái phần bánh của mình hôm nay đã kết thúc từ đây rồi các bạn. Bye bye. Nếu các bạn thích clip của mẹ con mình, hãy nhớ đăng ký kênh giúp mẹ con mình nha. Để con mình mẹ con mình có thêm động lực làm những clip mới. Rồi, những cái đăng ký kênh của các bạn là niềm cổ vũ cho mẹ con mình. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.